học cách chiều lệ Lê dịnh lên hương ngoạn mục chỉ cần vài bước hòa mặt. Sở hữu nhan sắc nhiều người mê, chiều lệ dịnh vẫn không qua nổi cửa ải bị mách cướp hại. Cứ nhìn loại màn hóa trang, thảm họa trên phim dưới đây là rõ. Các ngôi sao nổi tiếng có lượng người theo dõi là con số triệu, thường rất ít khi chịu lộ mặt xấu trên phim. Họ thậm chí còn khước từ các kịch bản có phân đoạn làm xấu để ít nhiều dự hình tượng. Thế nhưng cũng có nhiều ngôi sao chịu hy sinh vì nghệ thuật để làm mới hình ảnh bản thân trong đó có không ít người bị dìm hàng tơi tạ bởi phong cách hóa trang khó hiểu, số 1 chắc chắn gọi tên Triệu Lê Dịnh. Trong truy ngư truyền kỳ, Triệu Lê Dịnh vào vai nàng cá chép tinh hồng lăng, có lẽ make up nghĩ vài vẻ thêm hai chấm đỏ trên mắt như thế này thì khán giả mới nhìn ra là cá chép. Màu son bóng được tô phun môi xến sẩm, cổng phần phấn mắt gây khó hiểu toàn tập với khán giả màn ảnh nhỏ. Thở hóa trang cho cô đã rất sáng tạo khi Miss and Mask Phần bầu mắt giống hệt họa tiết của phụ kiện đội đầu của cô nàng. Tạo hình tấu hài này thật sự đã là một điểm sáng cho bộ phim. Còn trong xe nhầm nhân duyên, Triều Lê Dịnh còn bị make up hại hơn. Đuôi mắt hình xoắn ốc, trang có bốn điểm hồng. Hai nốt ruồi ngự hai bên má đọt rực và son thì như ăn vụng quên chùi mép. Trong phim, cô nàng vào vai nhà hoàn dương ý liệu, đóng giả tiểu thư gả vào thạch gia làm gián điệp. Và đây chính là tạo hình xấu hơn thị nợ của Triều Lê Dịnh khiến khán giả cười ngất. Nếu bộ phim được quay vào dịp Halloween thì trở lệ dịnh xứng đáng nhận được nhiều màn cosplay. Lên phim bị họa mặt xấu là do ý đồ của biên kịch, đạo diễn nhưng ở ngoài đời đôi số lần, lời ao make của nữ diễn viên Cbiz cũng khiến không ít fan thất vọng. Khuôn mặt của cô có lẽ không được sử dụng kem nền và phấn phủ, kiềm dầu dẫn đến tình trạng bóng nhảy, kém tươi tắn. Lỗi make không phải là câu chuyện của riêng ai, Triều Lê Dịnh cũng vậy. Có lần thấm make cấp còn quên không giảm kem ở phần cổ cho cô, dẫn đến tình trạng da hai màu kém tinh tế này. Triều lệ Dịnh là bóng hồng nổi tiếng với diện mạo chân phương, gái quê ngày nào giờ đã là mị nhân si bít, thậm chí thuộc hàng tiểu hoa đán Và để một bước lên hương ngoạn mục như thế, Triều lệ Dịnh thực ra chẳng cần đụng dao kéo gì cả, mà chỉ nhờ vào việc thay đổi vài bước họa mặt mà thôi. Đổi dáng lông mày là điều đầu tiên nâng tầm nhan sắc siêu hạng A của cô nàng. Dáng mảnh ngắn sẽ gây khó khăn cho việc kẻ eyeliner và đồng thời khiến mặt to hơn trông thấy. Hàng lông mày được kéo dài ra gần thái dương đôi chút và ít sách hơn sẽ khiến cho mặt hài hòa, dễ gần hơn. Kẻ eyeliner mạnh hoặc sử dụng miếng dán kích mí. Quan điểm kẻ mắt này sẽ giúp mắt to là sai lầm. Phần kẻ mắt dày sẽ nghiệm nhiên nuốt chửng mí mắt, làm cho mí bụp và mắt bé lại. Bạn nên kẹt sắt chân mi, kéo dài ra hoặc chỉ tập trung kẹt đuôi mắt thôi là đã kéo nhan sắc lên bao nhiêu. Đánh má hồng vào phần xương má. Chị em nếu cứ đánh thấp má hồng xuống ngang hàng mũi sẽ làm cho má sể, rớt và trông khá mệt mỏi. Muốn tạo hiệu ứng mặt căng, chạy trung hãy đánh vào phần xương má như chiều lời dịnh của hiện tại. Đừng quên tạo khối nếu không muốn mặt to như bánh bao khi lên phim. Nhiều ý kiến cho rằng tạo khối làm cho gương mặt trông già hơn. Tuy nhiên sẽ chỉ già nếu như bạn làm quá lố mà thôi. Bạn nên bắt đầu phần khối từ những đường viền hàm dưới sát hai mang tay và tán mở lên phần má. Phần bột sẽ dễ điều chỉnh hơn kem. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.